91. Nhập tam muội học. Hòa thượng học giáo lý 3 tháng ở Phật học viện Ban Nghiên cứu tại Linh Nham Sơn, Tô Châu. Nhưng ngài thâu thập giáo nghĩa hơn người đã học mười mấy năm. Đó là do ngài nhập được tam muội học tập. Hòa thượng kể: Một, kinh nghiệm đi tham học ở nhiều nơi. Rời khỏi Phổ Đà Sơn, tôi tìm cách mua vé đi Thượng Hải vài ngày, rồi sẽ đi Linh Nham Sơn ở Tô Châu học khóa giáo lý kinh điển ở Phật học viện. Ở Trung Quốc có nhiều Tùng Lâm đạo tràng, mỗi nơi đều có quy củ và gia phong khác nhau. Thí dụ như có chùa không ăn quá ngọ, có chỗ lại ăn ba bữa, có nơi chuyên môn tu thiện, có chỗ nghiên cứu giáo lý, nên mỗi ngày đều có giảng kinh thuyết pháp. Có nơi chuyên tu giới luật, kiểm thúc oai nghi, đi đứng nằm ngồi rất nghiêm túc. Cũng có chùa tu mật tông, trì chú cả ngày. Lại có chùa chuyên tu pháp môn tịnh độ, mỗi ngày đều niệm Phật. Sau 5 năm thọ giới, có lúc các vị tu sĩ đi các nơi tham học, chứ không phải là đi du ngoạn đó đây, mà để tham xét quy củ của các Tùng Lâm, tham phỏng thiện tri thức, cầu học pháp môn liễu sanh thoát tử. Lúc trước tôi đã đi khắp nơi tham học, nên có nhiều kinh nghiệm về việc này. Giả sử như khi các vị mới đến một chỗ nào đó, thì không được đem hành lý vào ngay, mà phải đến chánh điện hoặc Phật đường thưa hỏi, nhất nhất đều phải tuân theo lời của vị sư thường trụ ở đó. Nếu sư thường trụ nói có thể ở lại, các vị mới được lưu lại. Còn như vào chùa mà vị sư thường trụ nói chúng tôi đã đủ người rồi, không còn chỗ trống nữa, tức là các vị không thể ở lại. Thế là các vị không đi cũng không được. Đây đều có quy củ nhất định. Người có học vấn khi đi đến bất cứ đạo tràng nào cũng không nên hỏi han này nọ, vấn đề gì cũng không nên thắc mắc. Các vị không được khảo nghiệm coi người ta có hiểu biết hay không. Các vị mà hỏi dặn như thế tức là không có trí thức rồi. Nếu như các vị trả lời câu hỏi hạch vấn đó của họ thì các vị cũng không có trí thức luôn. Cho nên bất luận là người xuất gia hay tại gia tới chỗ chúng ta đây dò hỏi, các vị có thể nói với họ như vậy: ở đây chúng tôi có quy định thời gian cho việc nghiên cứu các vấn đề, còn bình thường ai ai cũng đều có công việc của người nấy. Linh Nghiêm Sơn, Tô Châu là đạo tràng niệm Phật nên có thời khóa rất khích khao. Ở đó họ niệm Phật cả ngày, nào là theo khóa lễ trên chánh điện cúng ngọ vân vân. Dù các vị có muốn nghỉ ngơi chừng 5 phút thôi cũng không được. Có thể nói đó là đạo tràng niệm Phật đứng đầu ở Trung Quốc và có rất nhiều người muốn tới đó niệm Phật. Tại sao? Vì thức ăn ở đó rất ngon. Thường khi có cơm dầu mè và bánh bao. Có một số người xuất gia chắc không có gì làm, nên hễ chỗ nào có cơm ngon trà thơm là họ tìm đến liền. Còn chỗ nào cơm nước không ngon họ sẽ rút lui lẹ. Đây là căn bệnh thông thường mà người xuất gia thường mắc phải. Đã là người xuất gia rồi sao còn chấp vào cơm nước ngon hay dở chứ? Thật không hiểu nổi. 2. Trồng nhân viên mãn, kết quả viên tròn. Tôi nói cho các vị nghe, nếu ai chân thật muốn tu hành, tức không được lười biếng, chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn, ngay cả điều không thể nhẫn cũng phải nhẫn, việc gì không chịu nổi cũng phải chịu nổi. Nhất là lúc đi tham học, học tập ở các nơi khác, các vị không thể hở mỗi chút là giận hờn. Hoặc cho đây không đúng, kia không phải. Trên thế gian này, không có việc gì hoàn toàn theo ý mình hay đều là làm cho mình vừa lòng hết đâu. Các vị phải nghĩ lui một bước. Nếu như các vị có thể nhẫn nhịn, chịu đựng nổi thì việc gì cũng qua, cũng không có chi là phiền não. Tôi cả đời này đều là hiện thân nói pháp cho các vị đấy. Các vị nên đặc biệt chú ý, đừng bỏ qua cơ hội, vì trồng nhân nào sẽ gặt quả nấy. Các vị trồng nhân thiện sẽ được quả lành, trồng nhân ác sẽ kết quả dữ. Nếu như trồng nhân viên mãn, tức sẽ kết quả tròn đầy. Nếu trồng phân nửa nhân thôi thì sẽ kết được phân nửa quả. Lúc đi tham học hay làm bất cứ việc gì tôi đều tới sớm. Đây không phải là giành đứng nhất, mà chỉ vì tôi không muốn đến trễ. Có những lúc bị bệnh tôi cũng không bỏ đi nửa chừng. Lúc đó tâm tôi quán tưởng gì? Tôi nghĩ là tôi phải luôn học tập Phật Pháp, trừ khi nào hơi thở không còn hay không thể đi đứng được, lúc đó tôi mới nghỉ ngơi.
Đó là nói về chuyện quá khứ của tôi. Mỗi ngày tôi không phải chỉ tới nghe kinh, còn các việc khác thì làm qua loa lấy lệ. Lúc lên lớp học hoặc cúng ngọ, công phu khuya, công phu chiều gì, tôi đều đến sớm để tham gia. Như vậy sau này sẽ được quả báo là không bị vụt mất cơ hội. Các vị muốn cho mọi người đều viên mãn, mọi thứ đều tốt đẹp, tức phải hết sức chân thật nghiêm túc. Đối với các Phật sự, lên chánh điện, vào trái đường, các vị đều không được tránh né để hưởng nhạc. Có người cho rằng tham gia khóa lễ trễ 5 phút là được lợi. Thật ra tương lai người đó dễ bị mất cơ hội tốt, làm bất cứ chuyện gì cũng bị muộn màng, không được viên mãn. Lúc đó tôi có vài bộ từ điển tiếng Anh, Hoa, Phạn, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Tôi có được mấy cuốn này như bắt được báu vật, giống như có bảo bối. Vì các bạn học tôi không có các từ điển này, nên khi thấy tôi ra từ điển, các bạn đều phùng mang trợn mắt nhìn. Tôi cũng không biết là họ đố kỵ hay hâm mộ nữa. Tại sao? Một ngày qua tôi không cảm thấy gì. Hai ngày qua tôi cũng không thấy có gì kỳ lạ. Đợi đến ngày thứ ba, tôi bèn nghĩ, không biết tại sao chúng bạn lại cứ nhìn trân trối như thế. Sau đó tôi hiểu ra, nguyên do là họ không có từ điển. Do đó tôi không xem từ điển là của quý nữa, mà tặng cho các bạn cùng nhau dùng. Từ đó trở đi, tôi không tra từ điển mà cũng biết được nghĩa của chữ đó. Cái không cần tra từ điển mà biết này rốt cuộc là nguyên do gì, tôi cũng không hiểu nổi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu ra. Tôi còn có một chuyện nữa là nghĩ rằng, vì thông thường mọi người đều muốn hơn người khác, thông minh hơn, có trí huệ hơn, nên tôi mới phát một lời nguyện đặc biệt. Phát nguyện gì đặc biệt? Các vị không ai biết đâu. Tôi nguyện là ngu hơn người, nguyện đem hết trí huệ đáng có của tôi cho tất cả mọi người. Tôi tự chịu ngu si. Ngu si hơn mọi người, hơn hết tất cả chúng sanh. Khi phát nguyện xong, quả nhiên tôi bị ngu thật. Ngu ra thế nào? Tôi có tiền là muốn cho người khác xài, có vật gì cũng muốn cho người ta dùng. Không những bố thí từ điển cho các bạn học, thậm chí luôn đến thân tâm tánh mạng của tôi cũng đều muốn bố thí cho người. Đây là chuyện quá khứ chân thật, không hư dối của tôi. 3. Nhặt lên lại bỏ xuống. Lớp tôi có 30 mấy người, đều là tu sĩ. Có gì đi học được 10 mấy năm, có gì học tới lớp 7, 8, 5, 6. Tôi thì đi học năm đầu tiên, chỉ học được 3 tháng. Lúc đó tôi rất ngu, có thể nói là rất ngu vậy, nên ai nấy cũng đều coi thường tôi. Và tôi cả ngày cũng không nói chuyện, không qua lại với ai, cũng không muốn làm bạn với ai hết. Hiện thầy Quá Đông là giáo sư của chúng tôi. Thầy dạy giáo quán Cương Tông Khóa Thích. Thầy có tướng thấp lùn, luôn mặc áo lót rách. Thầy không biết một chữ. Mỗi khi muốn hỏi thầy điều gì là thầy trừng mắt, chứ chẳng nói là được hay không được nữa. Khi giảng sư giảng kinh xong, thường thường là có buổi ôn bài giảng lại, tức các học viên phải lặp lại bài đã giảng, và có ý kiến gì cũng có thể nêu ra. Lúc giảng lại, các vị cùng lớp đều phải coi trong vở ghi chép để nói. Nhưng tôi đóng tập lại, nhắm mắt và giảng lại y hệt lời của giảng sư, không thiếu một chữ, không thêm một chữ. Vì nếu thêm vào lời nào thì đó là ý của riêng tôi, còn nếu như nói bớt đi câu nào, tức là tôi đã quên rồi. Lúc học lớp giáo lý này, thật ra tôi rất kịch ngợm và hư hỏng không chút dụng công. Tại sao vậy? Vì khi vừa nghe qua pháp sư giảng kinh là tôi đã nhớ rồi. Nghe kinh xong, tôi lại đi các nơi xem non ngắm nước, coi cây thưởng hoa, mỗi ngày ung dung tự tại. Các vị học chung thấy tôi như vậy cũng đi theo tôi. Có lần tới buổi ôn bài giảng lại, pháp sư Quá Đông bốc thăm trúng tên tôi, muốn tôi giảng lại. Tôi không coi sách, lặp lại giống y như những gì pháp sư đã giảng, không sai một chữ. Tôi nói pháp sư giảng câu này ra sao, ý tôi thì thấy thế nào. Lại còn có một cách nữa là như vậy, lại thêm một cách giảng khác là như thế. Tôi đưa ra 5-6 cách nhận định, khiến cho pháp sư Quá Đông cũng mù mờ mù mịt, không biết tôi nói gì, rốt cuộc có đúng hay không. Pháp sư nói để thầy đi hỏi ý kiến của các pháp sư khác,
về các lý lẽ này xem sao. Các vị học chung lớp cảm thấy rất kỳ quái, bèn hỏi tôi, nói: Pháp sư nói làm sao, thầy lặp lại y hệt, không sai điểm nào. Thầy cũng đâu có ôn bài, mà sao thầy nói ra được vậy? Sao thầy nhớ rõ ràng quá thế? Tôi nói: Vì lúc trước tôi đã học qua rồi đó. Thật ra lúc trước kia, đừng nói tới là học, mà ngay cả sách cũng không có xem qua, nhưng tôi lại nhớ rất nhanh. Một khi thầy vừa nói ra là tôi ghi nhớ liền. Chắc là lúc trước tôi có học rồi, cho nên thầy vừa nói là tôi liền nhớ hết. Các vị đó nói: À, thì ra lúc trước thầy đã học về giáo pháp. Tôi nói: Không sai, tôi đã học qua lâu lắm rồi. Tôi nói: Lúc đó tôi rất hư, vì tôi đã nói láo với họ, ảnh hưởng họ không chịu dụng công học hành. Các vị nói đi, nếu tôi không phải quá tệ thì là gì? Tôi nói tôi đi du ngoạn ngắm cảnh non nước, nhưng thật ra tôi không tới chỗ núi non, cũng không ở chỗ nước biếc. Vậy tôi làm gì? Tôi ở chỗ đó nhập học tập tam muội, mắt nhìn núi nhưng trong tâm không có núi mà ở trong Phật pháp. Tôi tuy xem nước nhưng tâm vẫn tại Phật pháp. Hôm nay pháp sư này giảng dạy những gì, là đoạn nào, chữ đó đó có giải thích chưa, nó có ý nghĩa gì? Rồi tôi tự đặt cho mình nhiều vấn đáp, cho nên đến lúc ôn bài tôi mới giảng lại một cách viên mãn như vậy. Tôi học Phật pháp hoàn toàn không giống như các vị, vì các vị đã học bổn từ Phật pháp theo sách vở của Phật pháp nước Mỹ, tức là phải nhìn vào sách mới nói được, không có sách là quên hết. Nếu vậy thì không có ích dụng gì. Cho nên học Phật pháp, các vị nhất định phải ôn lại tất cả cái mình đã học trong ngày vào buổi tối. Như vậy mới là học tập Phật pháp một cách chân chánh. Có người nói tôi không có thời giờ. Bởi không có thời giờ mới cần phải học đó. Trong lúc bận rộn mà quý vị có thể đem Phật pháp nhặt lên bỏ xuống mới đúng. Tại sao gọi là nhặt lên? Tức là ghi nhớ một cách rõ ràng rành mạch. Sao lại phải bỏ xuống? Cái bỏ xuống này không phải là quên đi, mà các vị bỏ vào trong Như Lai tạng của các vị, đến lúc cần là lấy ra được ngay, cho đến lấy không hết, dùng không cạn, đó mới là đáng kể. Ha ha ha,